Nguyện nhờ công đức chi thành ăn năn sám hối pháp lành hiện ra, khổ báo địa ngục hằng xa. Tỳ thành sắc thấy là tinh thánh ăn án đạo cũng chỉ là danh, kẹp cùm địa ngục biến thành an vui. Nỗi đau cây kiếm vạn sôi, biến thành cam lộ mắt tươi sen hồng. Đầu trâu mặt ngựa tàn hung, biến thành Bồ Tát đầy lòng tự bi. Tội nhân ngục tốt theo vi, thảy đều thoát khổ tức thì an vui. Phát tâm vô thượng đời đời, lân lân hạnh phúc cõi trời thiền na. Con xin đành lễ Phật Đà, quy tam bảo ta bà mười phương. Sau khi đành lễ Phật rồi, con xin tiếp tục nguyện lời ăn năn. Trong kinh Phật Đà báo ban rằng trong cõi dục kẻ tham rất nhiều. Đã tham thì muốn đủ điều, càng tham thì cũng khổ nhiều vì tham. Nếu người biên đủ chẳng ham, dù nằm trên đất lấy làm sướng vui. Kẻ tham dù ở cung trời, cũng không vừa ý xuống đời khổ đau. Biến đâu đang đứng bờ cao, bên lề vực thăm cửa vào cõi mê. Của ba ác đạo gom ghê, khi hơi thở dứt vật kia xa liền. Không gặp thiện hữu báo khuyên, nên làm phước đức như tiền chắc chiếu anh. Dành cho kiếm sống mãi sao, thì ba đường dư xa vào chẳng oan. Tương lai chẳng biết lo toan, thật là kẻ dại rõ ràng thâm ngu. Trong kinh Phật chỉ đường tu, sinh ra chẳng có một xu đeo người. Đến khi thân đã chết rồi, bao nhiêu của cải cả đời dựng xây. Cũng đành phối sạch trắng tay, môn đồng cũng chẳng kiếp này mang theo. Cả đời cố cực chắc chiêu, bỗng thành vô dụng của tiêu danh tàn. Bỗng thành đói đến cơ hàng, nghiệp lành chẳng thể mơ màng gửi thân. Phương đức chẳng thể cậy trong, lọt vào ác đạo có hồng thoát ra. Nay con quỳ trước Phật Đà, nguyện đem tính mạng gửi tòa Như Lai. Ba ngôi vô thượng trên đời, chứng minh nguyện sám hối người lòng con. Chi tâm đành lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật.
tôn pháp hiền thánh tăng thường trú tam bảo. Chi tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, linh sơn hội thường Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, đại thế Chí Bồ Tát, thanh tịnh đại hai chúng Bồ Tát. Nguyện xin sám hối trước tiền súc sinh khổ báo, hiện tiền nghiệp oan tha sinh, cầm thu giá mang không có tri tức, cam làm ngựa trâu em kéo cày trả nợ thâm sâu, hoặc làm loài thú đầu không chân, làm mọi loài khác bất ăn, hoặc mổ hoặc xẻ hoặc bầm hoặc thúi, hoặc làm loài có vẫy xuôi, để cho bỏ rút sâu vòi rỉa thân, súc sinh khổ báo vô ngần, con xin tha thiết muôn phần ăn năn. Khổ báo ngã quỷ hành thân, trường kỳ đôi kháng muôn phần khiếp kinh, phần giờ máu mũ nước sình, vụt đầu ăn nuốt thỏa tình tham lam anh. Bụng to cổ nhỏ như kim, mà chân tay bốc lửa thân chìm cuồng điên, khổ báo vô lượng vô biên, của loài ngã quý con nguyện ăn năn. Lại loài thần quỷ hung hăng, cũng là khổ báo quỷ thần tu la, kiêu căng vô nịnh đeo hoa, ăn tươi nuốt sống sinh ra dĩ hình. Gánh cá trắng bể lấp kênh, làm thần a quỷ đậu gần cuối khe, cứu bàn trà quỷ gom ghê, cũng loài la sát thần chê quỷ gồm, báo thân thần quỷ chẳng cam mang. Con xin sám hối muôn ngàn tội xưa, nguyện xin chư Phật thượng thừa, cùng chư Bồ Tát tiêu trừ nghiệp oan, nguyện nhờ công đức ăn năn, sám hối khổ báo nghiệp phàm súc sinh anh. Xé màn u tối vô minh, tuệ giác soi sáng nghiệp mình tự hay, bỏ thân ác đạo đọa đầy, tu hành thiền nghiệp mai nay nương nhờ. Nguyện nương công đức vô bờ, lìa thân ngạ quỷ vật vờ cõi tham, đời đời thoát cảnh cơ hàng, mùi vị cam lộ chứa chan lòng trần, nguyện công sám hối dần dần. Khổ báo thần quỷ cũng lần hồi tiêu, bỏ thân vua nịnh tập kiêu, bỏ thân thô lậu xa điều thị phi,
đem phước đức tu trì, làm điều ích lợi khắp vị nhân thiên, nguyện rằng từ đây trở lên đến ngày đạo quá chu viêm bồ đề, không còn khổ bao bốn bề, ngoại trừ ứng hiện thể vì chúng sanh, sẽ đem tâm nguyện chí thành, sẽ không nhàm chán nghiệp lành mãi gieo. Nam mô Kim Sắc Cảnh Giới Phật. Nam mô Tịnh Tu Vương Phật. Nam mô Hương Thượng Thân Phật. Nam mô Hư Không Thân Phật. Nam mô Diệu Thân Phật. Nam mô Phương Tác Phật. Nam mô Diệu Di Lưu Phật. Nam mô Bồ Chướng Ngại Nhãn Phật. Nam mô Kim Cang Kiền Phật. Nam mô Cự Nhiên Đăng Phật. Nam mô Hóa Tràng Phật. Nam mô Trí Tích Phật. Nam mô Hiền Vô Câu Oai Đức Quang Phật. Nam mô Xưng Lực Vương Phật. Nam mô Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam mô Kiên Trì Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Diệu Thắng Phật. Nam mô Thành Tựu Thắng Phật. Sám hối án đạo xong rồi, con xin sám khổ luân hồi thẳng dư trời. Người trong cõi diêm phù đều mang khổ báo nghiệp dư tràn trề, cõi trời vẫn lắm đam mê, cõi người còn phải ê chề báo dư. Cho nên sinh mang diêm phù, cuộc đời bấm thọ tính dù trăm năm anh. Mấy ai sống tới tuổi trăm mà còn người yêu thọ số nhậm hằng xa, huống hồ từ thuở sanh ra mang bao hình thái khổ trà tâm can an. Buồn phiền sợ hãi lo toan, có đau phục chốc nghèo nàn rời tâm. Mà khổ báo nung nấu âm thầm, là do thiện nghiệp quá tầm mong manh anh.
nghiệm nảy nở đua tranh, làm cho kiếm sống chẳng thành tựu chi, truy nguyên khổ bao cũng về, tàn dư tiền kiếp đến kỳ phận ra. Hôm nay sám trước Phật Đà, nguyện xin tiêu diệt hằng hà tội xưa, bao nhiêu khổ báo còn thừa, cũng xin sám hối diệt trừ mọi nhân anh. Đã gieo không biết bao lần, từ đời vô thị tập huấn đến giờ, biển mê chẳng có bên bờ, luân hồi nhân qua sáng chờ báo chung em. Kiếm trời hay kiếm người cùng, lãnh chia nghiệp quá không mong thoát nạn, sám hối khổ cõi nhân gian, hòa thừa oan cứu thân tàn tật đau anh. Giá quan chẳng đủ như nhau, cũng do tội cũ đau đầu dẫn đưa, ba án tám nạn dây dưa, mạng sông ngăn ngủi sớm trưa vô thường, họ hàng quyên thua quấn vương, sinh ly tử biệt muôn đường khổ đau anh. Oan gia khổ bao đối đầu, ghét yêu sợ hãi phải đau do mình, khổ bao nước lửa đau bình, chiến tranh nguy khốn rập rình kề bên, xa quê mồ mả tổ tiên em. Nhiều phen lưu là nơi miền hoang vu, khổ bao lao ngục cầm tù, tai bay hỏa gửi oán thù khảo tra, khổ bao miệng lưỡi giang hoa, vô hoàng giá hỏa cửa nhà nạn tan, khổ bao hoạn nạn miên mang. Dịch tả số ré phong hàng liệt thân, khổ bao á quỷ phi nhân, ngầm gieo tai họa muôn phần hiểm nguy, khổ bao yêu mỹ thần kỳ, sanh điều quái đáng lâm ly hoàng đường. Mạng người như chỉ treo chuông, mãi lo khổ báo chẳng phương thoát nàng, hải hùng thú giữa trên ngàn, sợ loài cá sâu dưới làng nước ăn, sám hối khổ báo từ đắm mang. Tự treo tự sát tự cầm vực sâu, lửa dữ mà tự nhào đầu, cháy tiêu thần xác chẳng cầu mà vương, sám hối khổ báo tai ương, không danh không phận sanh đường tiền thí. Y phục thực phẩm chi lê, chẳng bao giờ đủ ai bi não nùng, làm gì cũng gặp nghiệp hung, cản đường chẳng lối chẳng dung viện nào. Đời này và cánh đời sau, nghiệp dư quay pha kiếp nào mới tan, hòa tai biển cô trái ngang, những điều ương ách muôn vàng khổ đau anh. Hôm nay đệ tử hội đầu, hướng về chư Phật khẩn cầu giải oan, triệt tiêu tội chướng ách nạn, con xin sám hối lễ tràng ăn ấy năng. Nam mô Bảo Quang Phật, Nam mô
Phật. Nam mô Viễn Ly Nghi Thành Tựu Phật. Nam mô Chúng Thượng Thủ Phật. Nam mô Câu Liệu Tôn Phật. Nam mô Tràng Vương Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Công Đức Phật. Nam mô Phóng Quang Minh Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Quang Minh Ba Đầu Ma Quang Phật. Nam mô Thân Vương Phật. Nam mô Pháp Tràng Phật. Nam mô Vô Lượng Phân Tấn Phật. Nam mô Hải Tu Di Phật. Nam mô Diệu Kiến Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bất Không Kiến Phật. Nam mô Bồ Chướng Ngại Hồng Thinh Phật. Con vì ba nghiệm sáu căn đã xin sám hối mọi phần đã xong, mà bốn loài sao nếu lòng vòng bao nhiêu nghiệp ác cũng mong tiêu dần. Công đức sám hối vô ngần cũng đem hồi hướng thảy tuần tự dân, chúng sanh mọi loại khắp trần cùng nhau sám hối thân tâm an toàn. Ba tài ách với tám nạn nguyện xin tất cả tiêu tan đời này, ăn mặc tất cả đủ đầy, chánh tín tam bảo chẳng ngày nào lơi. Vô thường dù sai đến nơi cũng không hối tiếc, thân đời chúc chi cực là thế giới tức thì tìm về hậu hạ Đức Di Đà Ngài. Lại cầu trong kiếp về lai được nghe Di Lặc chỉ bài tiếng tu, nguyện cùng ban hữu đồng tu sanh nơi chánh pháp hưng phù tín tâm anh. Chẳng sanh ngoài đạo mê lầm, mà hộ trì tam bảo tâm thần sáng trong, đời đời kiếm kiếm một dòng hóa sinh tự tại trong lòng hoa sen. Vui nhờ cơm áo tự nhiên, tâm tự an ổn chẳng phiền chẳng lo, nguyện không phân biệt nhỏ to, nhân từ trung hiếu giúp cho muôn loài.
Một tâm bình đẳng cứu đời, không hề phân biệt ta người oán thân. Đời đời kiếp kiếp được gần, mười phương chư Phật thấm nhuần từ bi. Chế ngự ma oán cuồng si, được cùng Bồ Tát Đề Huệ sống chung. Bồ Đề kiên cố không cùng, tuyên dương Phật Pháp vang lừng thế gian. Đại thừa ráng rỡ đạo tràng, phân thân vô số cứu nạn chúng sanh. Muôn loài xa lánh vô minh, tâm không thoái chuyển đăng trình linh sơn. Xưa kia chư Phật đã từng cùng chư Bồ Tát thành tâm thệ nguyện, nguyện tu phước trí vô biên, rồi đem hồi hướng khắp miền chúng sinh. Nay con cũng nguyện tu hành, trao dồi phương trí viên thành đạo sâu. Cũng xin hồi hướng phương màu, nguyện vì lời lãng mong cầu chúng sinh, tiên tu Phật quả sâm thành. Chúng sinh ân hưởng nương lành từ bi, không gian giàu tận hề chi. Chúng sanh giàu hết từ bi chẳng mòn, hạnh nghiệp giàu hết sắc son. Phiền não giàu hết hãy còn Phật tâm anh. Thiết tha thề nguyện thâm trầm, quyết tu phước trí mê lầm triệt tiêu. Công đức hồi hướng cao siêu, nguyện xin kiên cố sống nhiều hằng sáng. Một lời thề nguyện phát ra, không bao giờ tận phá ba ngục tù. Mong sao chí cả vẫn tu, chư Phật Bồ Tát viên chu tất thành. Mười phương tam bảo chứng minh, từ bi nạp thọ tâm thành của con. Nam mô Vô Lượng Công Đức Thắng Danh Quang Minh Phật. Nam mô Vô Phân Biệt Tu Hành Phật. Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật. Nam mô Thiện Nhãn Phật. Nam mô Nam Phương Phổ Bảo Tạng Phật. Nam mô Bồ Câu Giải Thoát Biển Ly Câu Phật. Nam mô Tây Phương Vô Lượng Hoa Phật. Nam mô Vô Lượng Chiếu Phật. Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nam mô Vô Lượng Minh Phật. Nam mô Vô Lượng Cảnh Giới Phật. Nam mô Vô Lượng Tự Tại Phật. Nam mô Vô Lượng Phân Thân Phật.
Nam Mô Phổ Ca Phật. Nam Mô Cải Hành Phật. Nam Mô Bảo Ca Phật. Nam Mô Tịnh Tú Vương Phật. Nam Mô Thiện Tinh Tú Phật. Dập đầu sám hối nghiệp căn đều do ý tạo vô vàng nghiệp nhân, chư Phật Bồ Tát ân cần cùng chư thánh chúng lý chân tự thành đã từng chỉ giải đành rành, bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu, phải coi phiền não như thù, vì phiền não nhập che mù tuệ căn này. Nó thường gây những khó khăn, chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành. Não phiền như nước lũ nhanh, cuốn phân mọi hạt giống lành thế gian. Khiến ta thông khổ gian nan, đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau. Não phiền chằng chịt với nhau, như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh. Không cho ai thoát ngục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi, vì dòng nhân quả đời đời ra và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nay con lợi dụng cần kề chữ tôn, giúp con gội rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một giả khẩn cầu, thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Nam Mô Tây Nam Phương Na La Diên Phật. Nam Mô Long Vương Đức Phật. Nam Mô Bảo Thịnh Phật. Nam Mô Địa Tự Tại Phật. Nam Mô Nhân Vương Phật. Nam Mô Diệu Thinh Phật. Nam Mô Hạt Tuệ Phật. Nam Mô Diệu Hương Hoa Phật. Nam Mô Thiện Vương Phật. Nam Mô Thường Thanh Tịnh Nhãn Phật. Kể từ vô thủy ra vào, trôi lăn sao cõi hằng hà khổ đau,
mình tâm thức thanh cao, biết đâu ngu dại xa vào bẫy mai. Hoặc nuôi ba độc trong nhà, hoặc vì ba lầu sanh ra nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bài oán khiêng. Để cho phiền não nổi lên, tạo ra vô lượng vô biên tội tình. Nay còn xấu hổ tự trình, cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chất, hoặc chiều bốn duyên này. Hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước, bốn triền, bốn tham, việc lành chẳng nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh anh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đạo ngục hình tử giam, ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thủy chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay. Hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang, năm tâm phiền não dân tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mọi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn, hoặc do mê muội sáu căn, hoặc do sao thức tâm thần đảo điên này. Hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liền sáu hành, hoặc do sáu ái hoành hành, sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên. Thần là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cam anh. Hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sữa như chàm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám câu nên đầy kiếm oan, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hại ngấm ngầm chúng sanh. Con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si. Hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kiếp mê mê tỉnh phàm, chính duyên chẳng chịu thiếu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biến sự câu cao, mười hai thứ nhập nắng nhào tử sinh, mười sao trì kiến tung hoành, mười tám thứ giới ngũ hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư. Một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đông trừ tâm can. Mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tầm sâu rộng đàn nhập tâm. Ta hoài ta phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh.
Không trong tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn. Cầu xin chư Phật rải ban từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Phá phàm sám hối mong nhờ, mười phương tam bảo dẫn đưa về nguồn. Nam mô Tây Bắc Phương Nguyệt Quang Diện Phật. Nam mô Nguyệt Quang Phật. Nam mô Nguyệt Tràng Phật. Nam mô Giống Mạnh Phật. Nam mô Nhật Quang Diện Phật. Nam mô Nhật Tạng Phật. Nam mô Nhật Quang Trang Nghiêm Phật. Nam mô Hòa Thân Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Tạng Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Tu Phật. Nam mô Sư Tử Thanh Vương Phật. Nam mô Thiện Trụ Phật. Nguyện nhờ công đức cao dày pháp môn sám hối đêm ngày hằng chuyên ăn năn ba số não phiền cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành. Sáng soi ba tuệ ba minh ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong não phiền bốn số trong lòng nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan ngay. Bốn vô lượng bốn tín tâm mà ác duyên thống khổ không cần sợ chi nhân duyên năm số động thì siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn nên. Năm phần năm mắt như băng đời đời kiếp kiếm chẳng hằng dính nhớ thần thông sao thứ có dư sao trần chẳng thế làm mờ trần sao anh. Sáu ba la mật hạnh cao à, sáu thứ diệu hạnh lúc nào cũng thanh à, nhiễm ô chẳng vương trên mình à, nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi à, nguyên nhân à, bảy số trở đi à, cho đến mười số tức thì tiêu tan ngay. Ngồi hoa thanh tịnh yên bàn à, tám công đứng thủy quay màn lưỡi xanh à, hành mười vị cũng viên thành à, đoạn trừ chín đô thực hành chín phen anh.
nguyên nhân mười một trở lên, mười hai mười tám nhân phiền não tiêu, nhằm vào thể tánh cao siêu, tánh không lý giải muôn điều đều thông minh. Bánh xe chánh phá chuyển vòng, ngự tòa tử tại trong lòng tỉnh thâm, mười tám bất công hoàn thành, vô lượng công đức sẵn dành độ tha. Nguyện dù ở tại ta bà cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng, nguyện lòng cung kính mười phương, chí thành lễ lại cung dường chư tôn. Nam mô Tỳ Lô Gia Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thân Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hồng Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Nay con đảnh lễ Phật rồi, xin sám hối việc muôn đời lâu xa, nguyện rời ác hữu chúng ma, dựng xây cuộc sống an hòa tương lai. Tiêu trừ nghiệp án lâu dài, thân hành nghiêm thiện chẳng phải lời nguyện, làm người dù bất thanh hiền cũng vương lầm lối ưu phiền đôi khi. Cũng do tập quán hành vi, cũng do lời nói nhiều khi lỡ làng, thánh còn tu chẳng dễ dàng, phàm phu dám hỏi cường cường đường ru anh.
đáng bậc tri giả ngày xưa, biết quan sát lỗi mới chừa được ai, kẻ ngu nào có biết hay, lỗi lầm che giấu tội ngày càng tăng. Thiền miên như cá sông Hằng, chẳng phương tỉnh thức trời trắng miệt mai, phá tâm hổ thẹn sớm mai, triệt tiêu nghiệp tội xưa rày nặng mang. Khi xưa chư Phật cũng làm mà phán lộ sám hối niên bàn dựng xây, con nhờ công đức cao dày của vô lượng Phật chỉ bài ăn năn, khiến cho phước huệ càng tăng, công phu sám hối sánh bằng trời cao. Nam mô Đông Bắc Phương Tịch Chư Căn Phần. Nam mô Tịch Diệt Phật. Nam mô Đại Tướng Phật. Nam mô Tịnh Thắng Phật. Nam mô Tịnh Diệu Thịnh Phật. Nam mô Tịnh Thiên Cung Dường Phật. Nam mô Thiện Hóa Phật. Nam mô Hóa Phật. Nam mô Thiện Ý Phật. Nam mô Thiện Ý Trụ Trì Phật. Công phu sám hối thực hành, trước cần nghiêm chỉnh thân hình, ngoài trong ngoài thời chiêm bái tôn dung, trong thời quan tướng môn lòng thiên thai. Quán thân trong cõi ta bà, cố tình tham luyến mãi mà đường sao, một mai hơi thở không vào, bốn đại tan rã khi nào phục hồi, nếu không gặp Phật ra đời, cùng chư hiền thánh hết lời bảo ban. Mà nghe bạn hữu hoang đàn, nướng sâu nạn hiểm hố hang, bước vào lỗi lầm tạo tới chân nào, luân hồi muôn kiếp đã vào khó ra. Thứ hai từ nghĩ đời ta, tuy gặp Phật Pháp nhưng mà uổng thay, chẳng từng biến sống hàng ngày, ý lời phân dạy mà dạy công tu anh. Mong ngài thoát khỏi ngục tù, nói dòng huế mạng công phu chân truyền, lại còn che giấu phận hèn, nghênh ngang ngoài mặt chẳng phiền chẳng lo. Chậm chân đã lỡ chuyến đò, còn đau dám nhận là ngu nhớ
đất đời, lẽ đâu hiền thánh Phật trời, chẳng hay chẳng biết ba thời tôi xưa. Ngu si mà cũng dại khờ, con xin sám hối trong nhờ lưỡng chân. Chư Phật Bồ Tát thanh hiền, con xin đánh lễ nghiệp duyên sám trừ. Nam mô Hạ Phương Thật Hành Phật. Nam mô Tất Hành Phật. Nam mô Hàng Tuệ Phật. Nam mô Kiên Cổ Vương Phật. Nam mô Kim Cang Tệ Phật. Nam mô Sư Tử Phật. Nam mô Phật Tăng Phật. Nam mô Như Thật Trụ Phật. Nam mô Thành Công Đức Phật. Nam mô Công Đức Đắc Phật. Nam mô Thiện An Lạc Phật. Nam mô Thiên Kim Cang Phật. Lại xin sám hối phần tiền ăn năn tội lỗi tạo trên dương trần, sở khi địa ngục xa chân, bán ghi tội phước muôn phần chẳng sai anh. Đầu trâu mặn ngựa ra oai, còng đầu theo nghiệp an nài ít chi. Diêm vương mặt sắc thị uy, hoàng gia trái chủ nợ gì tâu lên anh. Kẻ thưa đời trước oán khiên, sát sanh nấu nướng chân chiên làm mồi. Người thưa thuở trước tên đời, giả mang chim đoạt hết tài vật tài. Kẻ thưa thân quyến toàn gia, nhà tan cửa nát chẳng tha mạng người. Ngày nay nó đã hết thời, thừa cơ báo oán kêu trời chẳng dung minh. Chứng dần kéo tới trùng trùng, oán kia chồng chất khó lòng kéo oan. Khế kinh đã nói rõ ràng, pháp nơi địa ngục chẳng oan uổng gì. Bình sinh tạo tội quên đi, đến khi sống chết nghiệm gì cũng ra. Tức thì địa ngục phải xa, oan oan tương báo rất là phận mệnh anh. Chiêm vương nội trận lối đền, phóng tay hà chỉ gia hình trả oan. Dẫu vô lượng kim thang vàng, cũng không thoát cảnh cửa
đứa bạn trẻ thương ân. Người thân cũng chẳng dám đương mình làm mình chịu dễ nhường cho ai. Biết thân đã tạo nghiệp sai, sớm cầu sám hối nhẹ vài ba phần anh. Vô thường ập tới bấn thần, hối than chẳng kịp muôn phần uổng công. Này con sám tự đáy lòng, khẩn cầu Phật Thánh thay đồng chứng minh. Ăn năn hết mọi tội tình, cúi đầu con lại tâm thành kính dân. Nam mô Thượng Phương Vô Lượng Thân Phật. Nam mô Văn Vương Phật. Nam mô Công Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Danh Xưng Phật. Nam mô Văn Thần Vương Phật. Nam mô Đại Công Đức Phật. Nam mô Đại Tu Di Phật. Nam mô Hàng Phục Ma Vương Phật. Kể từ vô thị đến nay, vô minh che lấp nghiệp dày đã cam. Tùy theo tính chất việc làm, đã gây đủ mọi lỗi lầm oan khiến. Hiện tại quá khứ vô biên, đam mê vật chất do phiền não tham. Giận hờn phá tan nghiệp sân, vô minh nên tạo vô ngần nghiệp sĩ. Từ cao ngã mạn khinh chế, nghi ngờ chánh pháp say mê sâu trần. Học tà kiến lạc nguồn chân, không tin nhân quả chẳng cần tính toán. Trăm ngã tâm tánh hung hăng, luôn tranh phần thắng chẳng nhường nhịn ai. U mê suốt cả ba đời, chấp thường chấp đoạn chấp nơi tín cuồng. Kiến thủ giới thủ chẳng buông, não thân tan nghiệp vọng cuồng đảo điên. Đời con đã lâm não phiền, nay xin sám hối thanh hiền chư tôn. Con nguyện chẳng dám mỏi mòn, đê đào sám hối sắc son chỉ thành. Nam mô Vị Lai Phổ Hiền Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Quan Thế Tự Tại Phật. Nam mô Đất Đại Thế Chí
Nam mô Công Tạng Phật. Nam mô Vô Cấu Xưng Phật. Nam mô Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam mô Thật Thình Phật. Nam mô Đại Hải Phật. Nam mô Vô Tận Ý Phật. Đế Đầu Xám Lại Hồng Danh, xin chư Phật chứng lòng thành của con. Tâm lòng tha thiết sắc son, não phiền sâu nặng trói mòn tâm can. Sớm trừ phiền não lẫn sang, sớm tiêu phong dần, sớm tan biển lười, sớm cho trí giác kịp thời, sớm trừ ngũ muội ta người chẳng phân. Sám không dối trá dữ dằn, sám tàn lửa cháy nung hầm nội tâm. Sám buông lòng ngậm oán hờn, sám trừ công kích tranh hơn với người. Sám chấp hình tướng bên ngoài, sám lòng tham loạn mười hai duyên trần. Sám cho trọn vẹn mười phần, khổ bao tam giới chỉ tâm sám hoài. Não phiền tác hại mọi loài, ăn năn sám hối không phải nhạt lòng. Dập đầu lại đấng chí công, lại chưa hiền thanh rũ lòng chứng tri. Nam mô Thiên Kim Cang Phật. Nam mô Vô Cấu Quang Phật. Nam mô Lạng Trang Nghiêm Tư Duy Phật. Nam mô Vô Cấu Nguyện Tràng Xưng Phật. Nam mô Hoa Quang Phật. Nam mô Hoa Quang Phật. Nam mô Bảo Thượng Phật. Nam mô Vô Ý Quang Phật. Nam mô Viễn Ly Chư Uy Kinh Bồ Phật. Nam mô Sơ Tự Phấn Tân Lực Phật. Nam mô Kim Quang Minh Vương Phật. Tất cả phiền não sám rồi, con xin phát nguyện một lời thiết tha, tội từ y nghiêm ga.
căn nghiệp tội chính là tham sân anh. Si mê ai dùng sân trần, giờ sinh dưng sành cõi căn não phiền. Nhận rằng ba cõi nhân thiện y như ba ngục trói xiềng thân ta. Bốn đại như rắn trong nhà, năm uẩn xem kỹ thực là thù chúng. Sáu nhập thực chất rộng không, ái dục chân kháng vật trong vật ngoài. Cần tu bát chánh không này, cần tu đến chỗ vô sai niết bàn. Ba mươi bảy phẩm an toàn, mười ba la mật nhẫn cam tu hành. Tu thân miệng ý tịnh thanh, tâm thành phát nguyện lời lành kính dân. Chỉ tâm đảnh lễ ba lần, ba ngôi tam bảo tinh cần quy y. Khi tâm quỷ tận hư không khắp pháp giới, qua hiền vị lai chư Phật thường trú mười phương. Khi tâm quỷ tận hư không khắp pháp giới, tồn pháp thường trú mười phương. Khi tâm quỳ tận hư không khắp pháp giới, quá hiền vị lai chư hiền thánh tăng thường trú mười phương. Bể ái dục sông ngàn trùng, mà đại dương khổ đã mênh mông xa vời. Cần cầu giải thoát luân hồi, niệm Di Đà Phật thời thời tinh chuyên này. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật. Nam mô Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí
Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Thắng Tình Đại Hai Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chúng con trì niệm danh hiệu chân thật đầy đủ công đức của Phật Di Đà, xin Phật từ bi nhiếm thọ chúng con. Chứng minh chúng con sám hối phát nguyện, bao nhiêu ác nghiệp chúng con đã làm mà đều bởi vô thủy những tham sân si, động thân miệng ý mà phát sanh ra. Ngày nay chúng con xin sám hối cả nguyện cầu chúng con trong lúc gần chết cõi có tất cả mọi thứ trở ngại trực tiếp nhìn thấy Đức Phật Di Đà. Từng khả vãng sanh thế giới cực là bao nhiêu thiện căn do chúng con làm, bao gồm pháp hạnh sám hối hôm nay đều đem hồi hướng hết thảy chúng sanh, nguyện cầu pháp giới hết thảy chúng sanh cùng được vãng sanh thế giới cực là. Ba nhà ba la mật đa tâm kinh quán tư tài quán sau bằng nhã, ngài thấy rằng tất cả là không, năm uẩn cũng thế một dòng mà là không, nên vượt khỏi vòng khổ đau. Xa lời tự pháp sâu tin chẳng, sắc là không không sáng chẳng hai. Này xa lời tự nghe đây, bốn nguyên cả pháp xưa đầy tướng không, vì không tướng nên không sanh diệt. Cũng chẳng tăng chẳng thiệt mây nào, chẳng nhớ chẳng sanh tơ hào. Ở trong không đó pháp nào cũng không, đã không sanh lại không cả thọ, tưởng thức hành lại có hay sao? Mắng tai mũi lưỡi thật đau, không thân không ý dễ giàu thức sanh, cũng chẳng có sanh thanh hương vị, xúc pháp kia cũng chỉ giả thôi. Nhãn giới đã chẳng có rồi, đến ý thân giới tham ôi có gì, vô minh đó là chi chẳng thấy, lẽ nào đâu tận thái vô mình đến như lão tử chẳng sanh, mong lão tử tận thân tình luôn công. Khổ tâm về đào đồng không có trí tuệ, mong được có được chăng các hàng Bồ Tát vẫn hằng ngày theo bát nhã không ngăn ngại gì, không sợ hãi viên lý điên đảo, xa lìa mong tưởng đau niên bàn. Ba đời chư Phật thường làm mà y theo bát nhã nhập hàng thánh nhân. Ba la mận thường chân đẳng giác, ngồi tòa sen diệu giác bồ đề. Thế nên chú bát nhã kia là đại thần chú đưa về nguồn chân, là đại minh oai thần vô thượng, là chú thần diệt chướng vô song. Hay chữ anh thầy phổ không
phải nên tin chắc phá lòng hoài nghi, nên như vậy tức thì nói chú yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta bà yết đế yết đế ma la yết đế ma la tăng yết đế bồ đề ta bà yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta bà công đức sám hối có nghĩ lường vô biên phương đức nên tỏ tường nguyện khắp chúng sanh trong phạm giới mau về cõi Phật thắng một đường duyên lành hồi hướng mau giác ngộ văn thù phổ hiền quang năm độ các vị bồ tát nhiều vô số đại trí bờ kia chư thiên hồn nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não nguyện được trí tuệ đẳng tướng hảo nguyện bao tội chướng sám tiêu trừ kiếm kiếp được theo ngôi tam bảo phùng nguyện nay thời đệ tử chúng con tề tựu trước điện Phật thành tâm sám hối pháp sám nước từ bi nguyện xin được tiêu trừ các tội lỗi hoặc tiền kiếp oan trái hoặc nhiều kiếp oan thù hoặc phạm các điều giới cấm hoặc sát hại mạng chúng sanh hoàng tạo thân ba nghiệp tội miệng bốn nghiệp ác ý ba nghiệp xấu lầm làm điều quay gây các tội lỗi khẩn cầu ai thân chư phần từ lực bồ tát vô lòng thương xót gia hộ chúng con tội chướng tiêu trừ căn lành thêm lớn tiếng tu đạo nghiệp phước huệ tròn đủ khám nguyện âm siêu dương thai phàm giới chúng sanh hữu tình và vô tình đồng thành Phật đạo. Trời A Tu La Dạ Xoa Thải A và phải hết lòng ủng hộ Phật pháp cho thường còn mọi người siêng tu lời Phật dạy bao nhiêu tín giả đến chốn này hoàng ở cõi đất hoàng trên không mây nương theo chánh pháp ngài đem tu xót thương người đời luôn cứu hồn cầu cho thế giới thường an ổn pháp trí vô biên lợi quần sanh tất cả tội nghiệp được tiêu trừ dứt hẳn qua khổ vào viên tịch thường dùng giới hương thọ vong sáng luôn gìn định phục mặn che thân hoa màu trị gia khắp trang nghiêm khắp xứ khắp nơi thường an lạc nam mô hộ pháp chư tôn bồ tát nam mô hộ pháp chư tôn bồ tát nam mô pháp chư tôn bồ tát ma ha tát tự quy phật
sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự quy pháp xin nguyện chúng sanh thâu rõ kinh tạng